cùng sao. Hôm nay xung quanh mình toàn là sao, có mỗi mình là trăng thôi. Mình đẹp quá. Ôi, ban nhạc như một bóng đêm, nhìn xa cứ tưởng là bóng ma ấy. Đen thui thui lui. Ôi, Tích Cương phải không? Lâu quá không gặp anh. À, Canh ơi, em đang đi em. Em đây. Ủa, Nga. Ô, anh Vũ. Trời ơi, lâu lắm rồi. Anh Vũ. Lâu lắm rồi, anh gặp lại em đó. Anh Vũ, anh khỏe không anh Vũ? Anh khỏe lắm. Mà sao hôm nay em thay đổi nhiều quá vậy? Em đẹp lên, mà em thay đổi rất là nhiều. Em không còn là Nga ngày xưa nữa. Em không còn chân quê như ngày xưa nữa. Em không còn chân quê. Ý anh bảo em là bây giờ là chân bò hay là chân trâu? Đúng rồi. Không phải. Ý anh nói á, em thay đổi nhiều quá anh nhận không ra em. Bởi vì người dân mình rất là chân chất mộc mà, lúc nào cũng chân quê hết em à. Còn anh, anh vẫn như ngày nào, anh không thay đổi. Anh nói anh vẫn nhai lưỡi như ngày nào. Anh nhai lưỡi anh ăn suốt à. Em, nhưng mà anh em chân quê ngày nào vẫn dễ thương hơn. Nha. Đừng có đi theo. Anh muốn em chân quê mà. Đừng có đi theo. Hôm qua em đi tỉnh về, đợi em ở mãi con đê đầu làng. Khăn nhung quần linh rộn ràng, áo cài quy bẩm em làm khổ tôi. Nào đâu cái yếm lùa xôi, cái dây lưng đuổi nhuộm hồi sáng xuân. Nào đâu cái áo tứ thân, cái khăn mò quà, cái quần ái đen. Nói ra sợ mất lòng em, ván em hãy giữ nguyên quê mùa. Như hôm em đi lễ chùa, cứ ăn mặc thế cho vừa lòng ai. Hoa chanh nở giữa vườn chanh, thầy u mình với chúng mình chân quê. Như hôm em đi tỉnh về, hương đông gió nổi bay đi ít nhiều. Hoa chanh nở giữa vườn chanh, thầy u mình với chúng mình chân quê. Như hôm em đi tỉnh về, hương đông gió nổi ít nhiều bay đi. Cái này ta gọi là nói dặm ở trong nhạc. Hôm qua em đi tỉnh về, đợi em ở mãi con đê đầu làng. Khăn nhung quần linh rộn ràng, áo cài khuy bẩm em làm cổ tôi. Nào đâu cái yếm lùa xôi, cái dây lưng đuổi như mồi sáng xuân. Nào đâu cái áo tứ thân, cái khăn mò quà, cái quần ái đen. Nói ra sợ mất lòng em, phán em hãy giữ nguyên quê mùa. Như hôm em đi lễ chùa, cứ ăn mặc thế cho vừa lòng ai. Hoa chanh nở giữa vườn chanh, thầy u mình với chúng mình chân quê. Như hôm em đi tỉnh về, hương đông gió nổi bay đi ít nhiều. Như hôm em đi tỉnh về, hương đông gió nổi ít nhiều bay đi. Không ngờ cái miệng móm như thế mà hát lại được tiếng Bắc. Dễ thương. Yeah. Vui, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thử thách tiếp theo nha. Thử thách này có tên gọi là giai điệu ngang ngang. Thử thách này yêu cầu chúng ta phải nghe
nghe lời của một bài hát nào đó và phải đoán ra được tên của bài hát. Một cái người nào đó không biết nữa đọc lời bài hát mà đọc theo một cái giai điệu ngang 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 như thế này, không có lên bổng xuống trầm gì hết. Cái khó là mình phải nghe thôi và mình phải đoán đúng được tên. Hai bên sẽ nhấn chuông giành quyền trả lời. Nếu đoán đúng một bài, mình sẽ có 2 điểm. Đầu tiên xin mời hai đội trưởng Duyên và Vương. Bài hát đầu tiên xin mời. Từ xa 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 nghe thoáng thoáng tiếng hát tuôn nữ bên đồng lúa ca lời mơ. Mời Thảo Duyên. Bức họa đồng quê. Bức họa đồng quê đúng không? Từ xa 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 nghe thoáng thoáng tiếng hát tuôn nữ bên đồng lúa ca lời mơ màng. Tình tang 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 tình 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 tình, du khách nâng nhẹ phím buông nhẹ tơ vàng. Hơi nắng hay sáng lên để ngàn hoa tươi thơm hơn, hơi gió hay cuốn lên để đồng xanh tươi mát hơn. Thôn quê hân hoan mừng ngày mùa sang, người người hoa vang đàn hoa tình tang nhìm nhằm vạn xa. La 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 la. Cảm ơn Mỹ Ngọc, đó là bài bức họa đồng quê. Tiếp theo, bây giờ mời một người để giúp cho đội bên đây lấy điểm lại nè. Bùi Caron. Lên đi em. Em nhường cho anh nhá. Bài hát thứ hai, xin mời. Thời gian không thể xóa đi tiếng yêu anh hôm nào, quặng tim đau từng cơn khi. Mời em. Em sẽ là người ra đi ạ. Em sẽ là người ra đi, chính xác. Thời gian không thể xóa đi tiếng yêu anh hôm nào, quặn tim đau từng cơn khi thấy anh vui cùng ai. Vì sao anh không nói là hết yêu em rồi, thà đau muôn lần đau còn hơn mang nhiều cay đắng. Vì sao anh lại nỡ gian dối tim em hơi người, kề vai em mà tim anh khắc ghi bóng hình ai. Vì sao anh lại muốn choan cả hai con đường, lệ trắng hoen bờ mi thì đôi ta đành chia tay. Vì yêu ai em sẽ là người ra đi. Và 2 điểm dành cho đội của Tiến Vương. Tiếp theo mời chị Tiến An. À, trời ơi nữa rồi, chết rồi. Cặp sóng thần nè. Hai nhân vật này ngày xưa là cùng lớp với nhau đó quý vị. Tiến Cương và Thúy Nga yêu nhau nhưng mà không thành là tại vì có một nhân vật xuất hiện, nhân vật thứ ba đó chính là Diệt Hương. Ngày xưa đấy. Tiết Cương yêu Nga nhưng mà Nga không thích cái mạch đệu của Tiết Cương, Nga thích Thái Hòa đôi môi dày đấy. Ôi, gợi cảm. Éo lè quá. Chuyện tình cảm mấy chục năm rồi tạm gác lại nghe. Giờ tập trung vô âm nhạc đi. Bài hát thứ ba xin mời. Có một người vẫn yêu một người vẫn đợi chờ. Ông bấm đây kìa. Trong khi mặt bạn hai vẫn còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì. Cương bấm rồi. Bài gì anh? Người ta nói. Người ta nói. Chính xác. Xin mời ban nhạc. Có một người vẫn yêu một người vẫn đợi chờ, sao cho người ấy không về. Tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm, hát một mình hát cho nỗi nhớ đông đầy. Người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin. Tình yêu sâu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi đời. Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau. Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn. Cảm ơn Mỹ Ngọc. Dạ hết rồi chị, hết rồi. Ngày xưa rồi. Chị không chịu người ta thôi, chị chịu Thái Hòa. Giờ chị níu kéo làm cái gì? Mời chị ngồi xuống. Rồi lên vàng quả em ơi. Mời anh Vũ và Lan Phương. Bà Lan Phương ơi. Xin mời. Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng. Một ngày. Mời anh Vũ. Cho em trả lời cái này được không? Không được. Phương buồn. Chính xác.
đến với em vào một ngày trời đẹp nắng, một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm. Phượng hay bâng khuâng tượng trưng như cô đơn, nên khi chiều xuống thấy vẫn vương trong tâm hồn. Anh có biết không, hè về phượng hồng đẹp lắm, tình mình càng nồng thắm cho bao ước vọng trao dâng. Giờ trong tim tôi màu hồng không phai phôi, xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi. Đó là bài Phượng Buồn, và anh Vũ đã mang về 2 điểm cho đội của mình. Trở lại lượt thứ 2, Vương và Duyên. Xin mời. Mai mốt Cà Mau em lớn. Áo ở Cà Mau. Chính xác. Trời ơi. Hay. Em tôi hay. Mai mốt Cà Mau em lớn, tuy uống mà chưa choáng đẹp hơn. Cà Mau đường đi không khó, mà chỉ khó cô sông vắng đò. Em đứng mình em ngôn hương, duyên dáng mời khách lạ ngàn phương. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em rồi. Cái bài nó quen đến như vậy, áo mới Cà Mau. Cái bài nó dễ quá là dễ luôn. Này con này ngẩn nhá, con này ngơ, thêm thằng này lơ thơ nữa vào chết mọi người. Nhưng mà ít ra có một điều an ủi, đó là thế nào phụ nữ chúng ta cũng sẽ thắng đấy. Không 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 hiểu à? Đưa tinh thần lên, đưa tinh thần tới. Dù sao phụ nữ chúng ta là hai bạn bây giờ đấy, trông chờ mỗi em ấy, em không. Em đó em lên đi, hai bạn lên đi, hai bạn lên. Mời Lan Phương với anh Vũ. Nữa hả? Bắt đầu. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình tao viết riêng. Mời Lan Phương. Một thời đã xa. Chính xác. Âm nhạc. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng nghe. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia, đâu chỉ riêng em. Và em sẽ không tránh anh nữa, chẳng tránh anh đâu. Khi ta đến bên nhau, tình yêu sôi lửa. Nghe. Em đã bảo phụ nữ thế nào cũng thắng mày. Nga bảo rồi, Nga không có biết tựa bài hát chứ bài nào Nga cũng thuộc. Mà nó nghe là sao hai bài hát cuồng loạn vậy, bộ hai bài yêu chung một người hả? Đấy dành nhau. Em vừa bảo phụ nữ thế nào cũng thắng, đây là bài hát chiến thắng. Công nhận nha, chiến thắng. Thắng được con bài làm thì ghê quá nhỉ. Không. Không. Phương ơi, chị cảm ơn em. Và Lan Phương đã mang về cho đội mình 2 điểm. Tiếp theo, mời chị Thúy Nga, anh Tiết Cương. À nữa hả? Đây, đi trang này, lại bổn cũ, xài lại này. Đấy. Thưa ơi. Tại vì hai đứa ngây thơ, tình tôi dạo ấy là ngơ ngẩn nhìn, nhìn vầng trăng sáng lung linh. Tiết Cương nhường nhìn đấy. Em biết 16 như cành hoa lê. Bấm đi. Rồi mùa thu ấy. Tức là chị ơi, em thấy thế này. Thực ra anh nhường cho cổ, nhường cho đồ ăn luôn đó. Anh biết rồi. Anh biết rồi. Nhưng mà ảnh giống như coi thường ra mặt á. Đúng đúng đúng. Nghĩa đúng, chúc mừng Nghĩa. Coi thường ra mặt, coi thường ra mặt đó. Để chờ coi mà làm gì. Bóng anh Cương. Ý của anh là chờ coi em biết không. Đó. Ngọn trúc đào. Ngọn trúc đào. À đúng rồi. Chính xác. Tại vì hai đứa ngây thơ, tình tôi dạo ấy là ngơ ngẩn nhìn vầng trăng sáng lung linh.
làm cây chuôn lá tình đi lấy chồng. Đấy, thấy chưa, hát là hát vô tư mà được cái không thuộc tựa bài hát thôi. Và Tích Cương mang về 2 điểm. Hai thành viên cuối cùng Susin và Bùi Caron, chuẩn bị bắt đầu. Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh, giấc mơ ơi ở lại bên tôi đừng tan nhanh. Ngày mai thức giấc thấy giữa lồng ngực là hình bóng ấy, nắm tay em đừng để em đi, đừng để em đi. Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu, bình yên ở đây chẳng đâu xa vời. Gợi chút xíu, đây là một bài hát hit của một nữ ca sĩ Hương Tràm, quán quân The Voice mùa đầu tiên. Đẹp, cho em gần anh thêm chút nữa. Cho em gần anh thêm chút nữa, chính xác. Wow. Trái tim em vào sông máu nóng để yêu anh, giấc mơ ở lại bên tôi đừng tan nhanh. Ngày mai thức giấc thấy giữa lòng ngực là hình bóng anh. Nắm tay em đừng để em đi, đừng để em đi. Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu, bình yên ở đây chẳng đâu xa vời. Cho em gần anh thêm chút nữa. Và 2 điểm cho đội của Bùi Cá Luôn. Nãy giờ chúng ta qua 8 bài hát rồi đúng không ạ? Và điểm số của đội Thảo Duyên là 10 điểm. Tiến Vương 6 điểm. Kết thúc vòng 3 thì đội của Thảo Duyên đang có 22 điểm. Và đội Tiến Vương 15 điểm. Bao nhiêu? 15 mà. Bên này nhiêu? 23. Bên kia 20 mấy luôn. Ôi chết rồi, 22. Là mình 22, 15. Cách nhau 7 điểm đúng không? Không là 7 điểm. Yeah. Nhưng mà trước khi chúng ta đến với vòng thi tiếp theo thì đừng quên dành cho Mỹ Ngọc và ban nhạc Đêm Tiệc Cùng Sao một tràng pháo tay nào. Còn bây giờ, thử thách tiếp theo của Đêm Tiệc Cùng Sao là gì? Xin mời các bạn hãy cùng đến với vòng thi thứ 4.